Kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện đêm khuya. Mở đầu câu chuyện sẽ là sự tích cây quất, phỏng theo chuyện sự tích cây khế. Ngày xưa đến cái độ mà ông cố nội của tôi kể lại cho ông nội tôi nghe từ hồi thế kỷ 19 đấy. Sau này tôi tìm được cuốn băng ghi âm trong buổi kể chuyện ấy. Ông cụ bắt đầu bằng cái giọng: Ngày xưa, mèo mẹ tiền nhân, lâu thế chứ lị. Tôi nhắc lại là lâu lắm rồi. Ở một ngôi làng nọ có một gia đình khá giả, sinh được hai cậu con trai, rồi người Việt Nam chính gốc, nhưng hai cụ lại xính ngoại, hứng lên đặt tên một đứa là London, đứa là Sington. Và một ngày xấu trời nọ, hai ông bà lên hứng hồi xuân, rủ nhau lên đồi ôn lại chuyện cũ của chúng mình. Chẳng may hôm đấy có một con cọp cụt chân đói quá nó mò về làng, đi ngang qua đồi thấy hai cục thịt béo đang hú hí, ngửa mặt là sờ béng mất. Tơn và Ron từ ngày ấy được nhà trường miễn giảm học phí bởi vì là trẻ mồ côi. Ấy, mày thế chứ lị. Tơn là thằng anh, tính tình gian xảo, thâm độc và khác Việt. Ngược lại Đôn thì hiền lành thật thà, mà lại còn ga lăng ấy chứ lị. Thấm thoát mà cũng được mấy lần được chủ tịch nước đọc điện mừng xuân trên TV rồi đấy. Tơn và Đôn thì cũng đã sống trên 18 tuổi, đã tò mò vào những trang web như tìnhđơnphương.com, cõithiênthai.net, thiênbầm.com.net ấy nhỉ. Rồi chúng nó lại bàn nhau phân chia lại tài sản để ra riêng ở cho nó thoải mái. Ngày đó chưa có luật sư để phân chia tài sản của hai ông bà, nên thằng Tơn đưa ra ý kiến là mua một bộ bài về để đánh. Mỗi một lần thắng là sẽ được một món của cải ở trong nhà. Vốn gian xảo có thừa lại hay đú theo đám trai nàng đi đánh bạc, thằng Đơn nó đan bài làm hết các của cải trong nhà. Khi ngó xung quanh chẳng còn gì nữa thì nó đan ván cuối cùng cho thằng Đôn lên bài bà phỏm ù luôn. Thế là Đôn được một mảnh đất nhỏ nhỏ ở trên đê, ở trên đó một ngôi nhà cấp 4 sập xệ và một cây quất quảng bá rất là sai quả. Tơn thì sau đợt này giàu to, nó bán mảnh đất ở mặt đường cho người nước ngoài, tiền đồng như quân nguyên, gái gú bia rượu suốt ngày, sống như ông vua con trong làng vậy. Về phần Đôn, nhờ chăm chỉ buôn đồng nát mới có bán bánh mì, cũng chụp giật sống qua ngày được. Mỗi tội gái nàng méo thèm để ý, bởi vì không có tương lai gì. Đôn buồn lắm. Chủ nhật ấy Đôn đang nạo dạo trong vườn để nghĩ mưu tán con gái của ông chột đầu làng, bỗng chàng thấy một con chim to vật vã đang sực liền mấy quả quất đầu mùa chỗ cây của chàng. Chàng bực mình lao vào nhà xách con dựa thủ bấy lâu nay ở đầu giường, rón rén bất thình lình chụp ngang cổ chim. Chàng rít qua kẽ răng: chết cha mày, cây quất ông trồng để tết bán mua pháo hoa, mày dám ăn à, bỏ thịt. Chim sợ vãi cả lái phều phào: ăn một quả trả cục vàng, may túi ba gang mang đi mà đựng. Dựng hết cả tóc gáy, phim kinh dị thì Đôn xem cũng nhiều, nhưng chim nói được tiếng người thì kể cũng là sự lạ, lòng cũng nguôi ngoài. Nhưng để chắc chắn, chàng giữ thêm một câu: thôi được, cho mày về, mai mà không chở ông đến đi lấy vàng, ông tỉa chết con ụ mày. Chim dạ dạ vâng vâng bay đi mất hút. Sáng hôm sau chờ mỏi cả cổ mà chả thấy chim mới cò đâu. Đôn tự nhủ mình ngu như lợn, những cái thằng anh của mình nó còn lừa mình, nói méo thì đến chim mới chả chóc. Định bụng ra ngoài đầu ngõ làm bát bún đậu chấm mắm tô tôm để giải sầu thì bất thình lình chim bay đến. Đôn cả mừng xoắn xít xun xoe: tao tưởng cho tao leo cây. Chim ngao ngán lúc lẫy bay qua quán cà phê, thằng nào hút xì gà thơm lấp mũi, thằng phê đây này suýt dính vào dây điện, thằng bỏ bố tao căng ngang đường suýt chết. Đôn bảo: thôi đi nhỉ. Thế mang túi đi chưa? À, hôm qua tao cắt cái quần dài, cũng vừa được cái túi ba gang mà lại vừa có cái quần sóc để mặc, chiều về tao mặc cho mày xem. Thôi đi nhỉ, chim nói. Chuyến bay đến bản đảo vàng bắt đầu. Xin mời quý khách thắt dây an toàn, không hút thuốc trên lưng chim kẻo cháy lông chim. Đôn nói: bố ông nhiễu, thôi đi đi cho nó sớm.
Chim rùng mình cất cánh qua vịnh Bắc Bộ rời đảo Trường Sa. Chim bay qua khu sương mù dày đặc, tầm nhìn giảm xuống còn 1 km. Bất thình lình chim hạ xuống một hòn đảo hoang vu. Trên đảo vàng nhiều không kể xiết, toàn loại 4 con 9, từng cục to thôi rồi. Nhìn thì cũng thích, nhưng mà vì không tham lắm là đôn làm được khoảng độ dăm yến rồi lên lưng chim bay về. Đôn không quên lên công ty vàng bạc Bảo Tín Minh Châu đổi vàng ra tiền mặt, rồi mua luôn 2 con Samsung Galaxy S7 mới nhất thời bấy giờ, đưa cho chim một cái rồi dặn khi nào tao gọi đến ăn quất rồi lại chở tao đi lấy vàng nữa nhá. Chim tự 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 nhủ, bố mày mà là người thì bố mày mua hết được cả cái mảnh đất Quảng Bá của mày chứ, để cho mày ở đấy mà hưởng lợi. Chim không nói gì bay đi mất hút. Tin đồn được chim thần giúp đỡ, nay nhà giàu có hơn cả Bill Gates lan đến tai Tơn. Tơn bực tức lắm, nó nghĩ phải sắp tâm phải lừa thằng đồn thêm một lần nữa mới được. Hôm ấy là ngày chủ nhật hay sao ấy, Tơn nó đến nhà đồn, cũng chẳng vòng vo gì, nó đề cập ngay vào vấn đề với giọng ngọt như mía. Chú đồn này, tôi cứ canh cánh trong lòng bởi vì cái chuyện ăn ở tệ bạc với chú. Nay tôi cũng già rồi, vui thú điền viên. Chú thì vào nhà trông nom nhà cửa, rồi hương khói tổ tiên cho anh. Anh ra đây sống nốt quãng đời còn lại. Ok. Đồn nghe nó nói thì cũng ngọt ngọt. Đồn nghĩ nó cũng chả tốt gì với mình đâu, nó là nó thích cái quất của mình thôi, mình lạ gì. Nhưng mà bây giờ mình cũng giàu phết rồi, những cái ở đây mà con chim dở hơi nó đéo đến thì cũng thế. Nghĩ vậy Tôn gật đầu đồng ý. Tơn nhảy cẫng lên vì sướng và đột vào cái đầu vào đèn Hoa Kỳ. Đèn và dầu bốc xuống cháy không còn một cọng tóc, nhưng rút ngay vẫn sướng, và rút ngay con iPhone 7S phiên bản quốc tế, gọi ngay Thành Hưng đến để chuyển đồ. Chuyển đồ đến thì thằng Đô nó cũng chuyển về ở hẳn. Nhờ xin được số mobile của chim thần, sáng hôm sau Tơn gọi ngay cho chim đúng lúc chim đang thèm quất. Chim bay đến tưởng là quen biết rồi, nhào xuống là chén quất ngay. Không ngờ thằng Tơn nó phang cho cái quay lơ. Tỉnh dậy thấy mình bị trói gô vào thành giường, cả kinh chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Thì bất thình lình thằng Tơn nó bước đến, phì phèo điếu Vina, hất hàm hỏi: thế nào con chó? Chim cả kinh hỏi: thế Đôn đâu? Đôn đã bán nhà cho tao rồi, mày ăn quất của tao thì mày phải trả vàng cho tao, hiểu chưa con chó? À, chuyện nhỏ. Thế thì mày việc gì mà phải chó tao chứ con nợ thế này? Mua túi ba gang, mai tao đưa đi lấy. Đây rồi, đi luôn. Nói xong Tơn cẩn thận neo lên lưng chim, không quên mang theo cái ba lô trên túi mới mua ngoài chợ. Chim nhìn thấy nhưng sợ nó bóp cổ mình nên cũng ngán ngẩm, đưa nó đến đảo vàng như lần trước. Thằng Tơn nhảy xuống đút đầy cái ba lô trên túi, không quên nhét thêm vài cục vào túi quần túi áo. Chim nhìn thấy nhưng mà kệ cha nó, nói với các bọn mặt dày cho tổ phí nhời. Tơn lấy đầy túi và không thể nhét vào đâu được nữa, vội lồm cồm bò lên lưng chim để bay về. Trên đường về, phần vì mệt, phần vì đói, lại vì lặng, chim bay vất vả. Đúng lúc con Vietnam Airlines bay ngang qua, chim không kịp tránh, nó táng cho cái rơi tòm xuống biển, cả hai đứa chết mất cả xác. Nghe đâu xác xác chúng nó trôi giạt vào bờ biển Hiroshima trong trận sóng thần của Nhật Bản vừa rồi ấy.
Câu chuyện đến đây là kết thúc. Chúc các bạn ngủ ngon.